Các bác đang được cùng em nghe và trải nghiệm chất âm trên một bộ sản phẩm vang số PHD VX10, dòng sản phẩm cao cấp gần như là nhất của thương hiệu PHD thời điểm hiện tại luôn. Mẫu này là vừa sản xuất năm nay các bác nha. Đấy, các bác nghe từ tiếng phát cho tới là tiếng thép, nghe rất sáng và bay tiếng, đánh cực kỳ lực luôn các bác. Ok, tẹo nữa em sẽ review và cũng như là test âm thanh chi tiết hơn cho bác nha. Xin chào các bác, quay trở lại video clip tiếp theo bên cửa hàng bên em. Và ngày hôm nay thì vừa về được một lô luôn các bác nhá. Lần này về được một lô rất rất nhiều, mấy chục con cơ, rất là nhiều các cái dòng sản phẩm của thương hiệu PHD VX10, vang số cao cấp nhất năm 2024 của thương hiệu PHD. Đấy, dòng này thì có tiếng echo, tiếng reverb, tiếng mic, tiếng vang, tiếng nhại. Nói chung là các dòng này echo effect của nó nghe cực kỳ mượt luôn, bát tép đánh nảy tính tách các bác, nghe rất là hay luôn các bác nhá. Và trước khi vào dòng sản phẩm này, vang số này cao cấp ngày hôm nay thì có 6 con em sẽ sale cho bác giá gọi là sập sàn luôn, giá rất rẻ trên thị trường luôn. Con này trên thị trường nó bán rất là cao, nhưng mà tiệm nữa em sẽ có chương trình khuyến mãi giảm giá rất sốc nhân dịp lô đầu tiên về hàng cho bác. Đấy, nhưng mà trước hết thì em có một dòng sản phẩm hàng thanh lý đây. Con này thì là của một anh khách, anh đến bên em và cũng như là bên em đi nâng cấp cho. Đấy, và có đổi lại, các lại con này đời nó tương đối cũ rồi, đời nó tương đối sâu rồi, và cái chất lượng của nó thì nó không còn quá là tuyệt vời như các cái dòng vang số đời mới này nữa, nên là anh có thanh lý lại cho bên em và đổi lên những cái dòng vang số chất lượng hơn như thế này. Đấy, những con VX10 này rất là đẹp và hay rồi. Đấy, và ngày hôm nay thì đây gọi là lên thanh lý xả gọi là không lợi nhuận cho các bác luôn, duy nhất một con vang số vẫn chạy tốt ngon lành ok các bác nhá. Duy nhất một con này thôi, anh em nào chốt nhanh thì còn, chậm tay thì hết. Duy nhất một con vang số vẫn còn chạy mượt mà, các bác về cắm là dùng thôi, cắm là dùng các bác nhá, cắm là dùng, rất dễ sử dụng. Đấy, con này cắm là dùng thôi, bên em set up các chế độ cho bác rồi, về chỉ cần cắm là dùng, chất âm của nó cũng rất là hay nhá. Đấy, nó chỉ thua các cái dòng đời mới này thôi. Và ngày hôm nay duy nhất một con này xả cho bác giá 900.000 đồng, 900.000 đồng duy nhất một con này. Bác nào nhanh tay alo ngay cho bên em, chốt ngay một dòng sản phẩm nhá. Vang số DSP 9000, con này đời siêu cổ rồi. Đó, anh khách bảo mua được 8 năm nay rồi thì nó, các bác biết là nó cũng rất là cổ rồi đúng không ạ? Và vào video chính của chúng ta ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì sale cho bác đây, 1 2 3 4 5 6, tổng cộng là 6 con vang số PHD VX10. Ngày hôm nay thì báo giá luôn cho bác nhá. Lô đầu tiên về hàng mấy chục con thì ngày hôm nay mang 6 con lên. Đấy, dòng này trên thị trường cũng như là anh em đang bán đối với dòng PHD VX10 này giá là 5.500.000, nhưng mà ngày đầu tiên cũng như là lô đầu tiên về hàng thì em để cho bác giá chuẩn luôn nhá, bao ship tận nhà cho các bác anh em, giá gọi là siêu sinh viên luôn. Đấy, 3.300.000 đồng một quả và bao ship tận nhà. Đấy các bác nhá, tặng cho bác dây Canon luôn. Đấy, tặng đủ các bác dây Canon, bác nào mà cần bao nhiêu cái thì em tặng cho các bác mấy cái nhá, 2-3 cái gì đấy em tặng kèm cho bác để các bác về đấu vào loa được chưa, đấu vào đẩy. Đấy, ngày hôm nay thì sale cho bác duy nhất 6 con, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 con duy nhất thôi. Anh em nào chốt nhanh thì được giá cực kỳ tốt, 3.300.000 đồng, đấy các bác nhá. Đó, giới thiệu sơ qua về những cái dòng vang số thời năm 2024 rồi. Em phải công nhận là năm 2024 rồi thì hầu hết là anh em chuyển hết qua vang số dùng hết rồi các bác nhá. Không ai đi dùng vang cơ thời điểm hiện tại nữa. Nhất là những anh em nào mà, trừ những anh em mà mua trên mạng mà kiểu như là chưa hiểu biết quá nhiều thì chúng ta dùng vang cơ. Nhưng mà nếu mà những anh em nào đã biết chơi mà chơi nhiều rồi thì anh em biết là dùng vang số nó vẫn là hay, vẫn là đẳng cấp. Đấy. Và các cái dòng vang số này thì cực kỳ là dễ sử dụng luôn các bác nhá, rất là dễ sử dụng. Khi các bác mua hàng bên em sẽ set trực tiếp cho bác lên tới 6 chế độ. Để các bác về nhà các bác chỉ việc dí trên cái remote này thôi, trên cái điều khiển này thôi, các bác chỉ việc dí trên điều khiển này là chúng ta chuyển chế độ luôn. Đấy, nó có rất nhiều chế độ ở đây, tổng cộng là bên em sẽ set cho bác lên tới 6 chế độ. 3 chế độ nghe nhạc và 3 chế độ hát để các bác sử dụng. Đó, các bác về sử dụng rất dễ dàng luôn. Chỉ việc về nhá, cắm cái, các bác sử dụng là bấm các cái chế độ này cái là sử dụng được luôn. 3.300.000, rất là ngọt ngào luôn, chất âm rất là hay các bác nhá. Đầy đủ tất cả các chế độ cho bác, từ mic, effect, music, chỉnh các thứ thì ở ngay ở trên cái thiết bị này nó đã có cái phần để chỉnh rồi. Cộng với đó là khi các bác mua thì bên em cũng đã set hỗ trợ chỉnh sẵn cho các bác rồi, thế nên là các bác sử dụng rất là dễ dàng. Đấy, mà đặc biệt hơn nữa những cái dòng vang số này thì chỉnh âm thanh cực kỳ là hay luôn các bác nhá. Đấy, nó chỉnh, nó căn chỉnh sâu chi tiết từ tiếng mic cho tới là tiếng music, thành ra là khi các bác nghe nhạc nó không khác gì những bộ dàn nghe nhạc chuyên nghiệp cả, mà những cái dòng vang cơ nó không thể nào làm được các bác nhá. Đó, và mặt đằng trước sẽ có 3 đường cổng mic này, và sẽ có 3 núm là chúng ta chỉnh mic này, effect này, music này, và có một cái nick control này các bác căn chỉnh tổng khi mà các bác sử dụng chỉnh sâu vào bên trong qua các phím chức năng được chưa ạ?
Và phía mặt đằng trước đây các bác nhá, phía mặt đằng sau thì sẽ có là các cái quạt tản nhiệt này, cộng với đó là các đường in đầu vào này, in 1, in 2 này, các đường MR, MR Center Sub, đường Surround. Đấy, rất là nhiều các đường, tổng cộng lên tới là 6 đường các bác. 6 đường để các bác cắm loa ra, được chưa? Đấy, và có một đường sub đánh riêng biệt luôn nha các bác nhá. Cộng với đó là ở đây sẽ có hai rắc hoa sen để các bác có thể sử dụng đầu output ra. Các bác có thể là sử dụng đầu hoa sen đánh sub, hoặc là chúng ta link sang các sản phẩm khác, đúng không ạ? Như nâng tiếng hay lọc xì gì đó, rất là ngon luôn các bác nhá. Ok, và ngày hôm nay thì duy nhất 6 quả thôi, sale cho anh em và các bác. Gọi là giá siêu rẻ, đây là giá sinh viên luôn. Đấy, để tri ân anh em nhân dịp lần đầu tiên em về số lượng lớn dòng vang số của thương hiệu PHD VX10. Đấy, các bác nào chốt nhanh, nhanh tay, chốt nhanh thì được giá tốt. Mà bác nào chậm tay thì mua giá khoảng hơn 5 triệu các bác nhé. Ok, test qua một lần nữa về chất âm cho bác cùng trải nghiệm dòng này, xem là chất âm của nó như nào các bác. Ok, thử qua một chút tiếng mic. Em sẽ thử qua một chút tiếng mic để các bác trải nghiệm thử luôn nhé. Đây các bác. Tinh 6 bình 1 2 2 đi. Đi 6 bình 1 2 2 đi. Đó các bác, nghe rất hay luôn. Và đặc biệt nhá, dòng này nhá, được một cái em đánh giá nhá, là chống hú rít. Các bác chơi vang cơ thì nó hay bị hú rít là điều đương nhiên rồi, nhưng mà các bác chơi vang số này thì hú rít, em nói thật các bác, diệt gần như là tuyệt đối luôn các bác nhá. Diệt gần như là tuyệt đối luôn, không bao giờ có tình trạng hú rít xảy ra luôn các bác nhá. Các bác chơi thì cực kỳ ngon luôn. Đó. Ok, ngày hôm nay duy nhất 6 quả. 6 quả này lên gọi là tri ân các bác, cho 6 bác nhanh tay nhất, may mắn nhất trong cái đợt lô hàng vừa rồi, gần đây nhất luôn. Đấy, về rất nhiều hàng thì sale cho bác đúng 6 bác thôi nhá. Anh em và các bác nào đang có nhu cầu sắm sửa, giá chỉ có loanh quanh 3.300.000, tặng cho các bác dây rắc cộng với đó là bao ship tận nhà các bác nhá. Ok, các bác nào đang quan tâm về những cái dòng sản phẩm hàng chất lượng như thế này, hoặc những bộ dàn karaoke hay và chất, thì đừng quên liên hệ ngay với bên em nhá các bác nhá. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video clip lần sau. Xin chào.